tấm thân bé nhỏ mến chào tất cả mọi người. Rất vui khi mọi người quay trở lại với kênh của mình. Đây là một cái con labo rửa mặt, hay còn gọi là chậu rửa mặt, bị rơi tự do nhưng rất may là vẫn chưa có vỡ. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo những cái con vít cũ cũng như là những cái bát treo tường của con labo này ra. Thì tổng quan nhìn từ bên ngoài vào thì mọi người thấy là hai cái con vít hai bên giữ cái chân của labo bị cong về xuống dưới mặt sàn, và cái lỗ khoan gạch thì bị nứt rồi. Ở đây hai cái bát treo bằng gang cũng bị ngã về phía trước. Tất cả những tắc kê treo bát này cũng bị lôi và lòi ra phía bên ngoài gần 1 cm nha. Những con vít này thì nó đã bị cũ và xét theo thời gian nên khó tháo. Ở đây có một con thì bị gãy đầu rồi, mình mới vừa dặn ra được 2 vòng thì nó sẽ gãy luôn. Những con vít này thì lý do nó nằm ngay cái vị trí gần nước, cái độ ẩm ướt nó cao. Tất cả các con vít nó đều bị xét và ăn mòn, còn bé tí thôi nha mọi người. Ở đây mọi người thấy là những cái con vít của cái bát chủ lực treo cái labo lên tường á, nó bị lòi ra bên ngoài rồi. Do sử dụng lâu ngày và do các cái thợ thầy người ta lắp chưa có chắc chắn cho lắm. Ở đây thì một cái con vít nó bị gãy đầu rồi, bắt buộc mình phải dùng cái kìm cắt để mình tháo ra. Nếu như mà trường hợp mà anh em không có tháo ra được á, thì một lát nữa mình sẽ dùng một cái mũi khoan bê tông 6 ly mình khoan chồng lên nó luôn. Không nhất thiết phải cố công cố sức để mà tháo nó ra. Còn hai con vít hai bên hông này thợ người ta vặn nó bị tà cái đầu ba ke rồi. Cái đầu nó là nó tròn do như là cái lòng chảo luôn nha mọi người. Thì ở đây mọi người thấy là những con vít nó bị lòi ra gần 1 cm luôn. Mình chỉ cần dùng cái kìm mỏ nhọn mình rút ra khá là nhẹ nhàng. Còn có những con vít thì nó còn nằm bên trong á, mình sẽ dùng cái còn những cái tắc kê á, những cái phần mà tắc kê còn nằm bên trong á, mình sẽ dùng cái con vít mình dặn vô, sau đó mình dùng kìm nhọn mình lôi nó ra. Đối với trường hợp mà những cái con tắc kê nó bị dính quá cứng và chắc ở trong tường thì mọi người cũng không nhất thiết phải cố công cố sức để mà tháo nó ra. Mình sẽ dùng cái mũi khoan và mình khoan trực tiếp lên nó luôn là được. Ở đây tất cả là 8 cái lỗ khoan lên mặt tường để bắt một cái labo rửa mặt. Ở đây đa phần mọi người thấy khi mà mình nông cái lỗ thì mọi người thấy là cái mũi khoan của mình á, mình cố tình mình dốc cho nó chết lên phía lên trên trời một góc là 70 độ, còn mà cái lỗ khoan cũ của nó là dường như là khoan vuông góc với cái tường không. Chính vì điều này là một cái lý do làm cho là cái labo treo tường của khách hàng bị yếu đi và dễ bị rơi sau một thời gian sử dụng. Thì khi mà mình dùng lại những cái lỗ cũ á, tất nhiên là mọi người sẽ thắc mắc là tại sao không có khoan lỗ mới. Thì ở đây là lý do là nếu như mà mình khoan cái lỗ mới á, thì cái labo nó sẽ bị xê dịch sang trái hoặc sang phải một chút xíu, hoặc là cao hoặc là thấp hơn. Như vậy thì rất là khó cho cái việc mà mình tận dụng lại cái đường ống xả của nó, và nó sẽ
lệch sang một bên so với cái gương nha mọi người. Như vậy nó sẽ không có được đẹp cho lắm. Ở đây thì một cái con vít hồi nãy nó bị gãy đầu á, và mình sẽ dùng cái mũi khoan 6 ly mình khoan trực tiếp vào đó luôn. Và mình sẽ đổi sang một cái mũi khoan 8 ly, mình nông cho nó lớn ra một chút xíu. Ở đây mình sẽ dùng tắc kê 8 ly nha mọi người. Và lát nữa thì mình sẽ dùng những cái con vít của nó là dài là 10 phân. Và cái size của cái vít là sẽ là 6 ly nha, để mình dặn vô tường cho nó chắc chắn hơn. Đối với những cái bát mà bắt treo labo rửa mặt lên tường như thế này thì cái khả năng chịu lực của nó cực kỳ là lớn. Chính vì điều đó là mình nếu như mà các thợ thầy mà sử dụng những cái con vít mà ngắn và nó cái size nó là khoảng tầm 4 ly đổ lại á, thì cái sức chịu đựng của nó sẽ rất là kém nha mọi người, và nó khá là nguy hiểm. Ở đây rất may là nhờ có cái dây cấp nó giữ lại, cho nên là cái labo nó chỉ là bị gãy hai cái tay một chút xíu thôi. Và ở đây là cái mẹo mình chia sẻ cho mọi người, và cái trường hợp này thì mình đã áp dụng khá là nhiều cái labo rồi, và mình thấy là nó hiệu quả thực tế luôn và nó khá là chắc chắn luôn, nên mình quyết định làm một cái video này để chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo thêm. Nếu như mọi người thấy hay á thì chia sẻ cho những người khác họ cùng biết, và cho mình xin một đăng ký kênh nhé. Mình sẽ dùng silicone và mình bắn, mình dán hai cái bát chịu lực của nó luôn, để cho nó phụ một cái lực mặc dù là không có lớn nha mọi người, nhưng mà nó cũng là góp phần là khá là quan trọng trong thời gian sử dụng về lâu về dài nha. Mặc dù mọi người thấy cái miếng silicone thế này thì nó không có tác dụng gì nhiều, nhưng mà chắc chắn là mọi người xem video của mình cố gắng đừng có tua nhanh, thì mọi người sẽ thấy là cái hiệu quả cũng như là cái tác dụng của việc mà mình sử dụng keo bổ sung như thế này nó rất là lợi hại nha. Và mình đảm bảo với mọi người, nếu như mà mọi người lắp đúng như cái kỹ thuật mình chia sẻ như thế này á, thì chỉ cần lắp hoặc là sửa chữa một lần là dùng muôn đời luôn nha. Thì ở đây là những cái con vít này là mình xài đầu điếu 8 để mình siết lại. Có như vậy thì cái bát này khi mà mình bắt lên, mọi người nhìn và cảm giác thôi, nó chắc chắn hơn là so với là mọi người dùng cái con vít mà 4 ly để mọi người bắn vô. Nó rất là yếu ớt và cái khả năng chịu đựng của nó rất là kém nha. Ở đây là hai cái tay nó bị bể, cái góc dưới một chút xíu, cho nên mình sẽ dặn nó hai con vít vô trước luôn. Một lát nữa là mình sẽ áp đặt cái labo lên là nó sẽ lọt vào trong luôn à. Bởi vì là khi mà nó rơi xuống á thì nó tì xuống bị gãy cái góc phía bên dưới rồi. Cũng may là cái con labo này nó không có rơi tự do, bởi vì nó có cái dây cấp cho cái romine nó giữ lại. Chính vì điều đó là còn sử dụng lại được. Còn đối với trường hợp mà nó rơi tự do không có cái gì bám víu lại thì cái labo này nó sẽ bị bể vỡ nát luôn. Và ở đây là một cái bước cực kỳ quan trọng giúp cho cái labo của tất cả mọi người nó được chắc chắn hơn và an toàn rất là cao nha, cực kỳ an toàn luôn. Là mình sẽ dùng cái silicone này nè, mình bắn đều và bắn khá là nhiều giữa cái bề mặt tiếp xúc treo tường của
giữa labo và cái mặt gạch men của tường. Có như vậy thì cái labo của mọi người nó cực kỳ là bền bỉ với mọi thời gian luôn. Một lát nữa khi mà đặt cái labo này vào cái bát á, thì mình sẽ bắn thêm một cái lai silicon xung quanh nữa để tăng cái độ chịu lực cho cái labo này. Thì cái cách này là cái cách mà quan trọng nhất cũng như là cái cách mà hữu hiệu nhất làm cho cái labo của khách hàng được đứng vững cũng như là không có bị lay chuyển trong cái quá trình mà sử dụng hay là thay thế các cái phụ kiện Romine hay là cái ống xả nha. Đây mình vừa lắp lên thì nó bị dính cái keo, nó bị trợt một chút xíu nha. Đó mọi người thấy cái bát mình bắt lên có vẻ cực kỳ là chắc chắn luôn. Mình nhích thử nhưng mà nó vẫn không có lay chuyển, không có làm cho là bị ngã về, chúi về xuống dưới đất nha. Và bây giờ mình sẽ siết hai cái cong ốc chân hai bên của labo. Thì ở đây mình mọi người thấy không, mình nhúc nhích cái labo nó cực kỳ chắc chắn luôn, nó không có lay chuyển gì được luôn. Bởi vì hai cái bát mà giữ bằng gang á, mình bắt rất là cứng rồi, cho nên là đảm bảo là nó sẽ chịu lực giữ nguyên và cứng cáp trong cái khoảng thời gian chờ cái keo silicon này nó khô và chết hoàn toàn. Ở đây mọi người thấy là hai cái tai của nó thì nó chỉ bể một chút xíu cái phần mà cái lỗ dít bắt vô thôi, còn lại là dường như là không có bị bể và sứt mẻ gì hết. Cái labo này còn sử dụng hoàn toàn cực kỳ tốt nha. Và cái mình sẽ bắn thêm một cái lai silicon bên ngoài để tăng cái độ bám dính cũng như là cái bề mặt tiếp xúc keo và tăng cái độ chắc chắn cho cái labo này. Thì mọi người sẽ sử dụng yên tâm hơn và sẽ bền bỉ với mọi thời gian luôn. Thì cái trường hợp mà cái labo mà bị rơi như thế này á, mình nhận sửa rất là nhiều rồi và khách hàng sử dụng cực kỳ là bền và cực kỳ là yên tâm luôn nha mọi người. Khi mà cái keo này nó khô và nó chết hoàn toàn á, thì cái labo nó sẽ cứng, nó bám dính và cứng, không có lay chuyển được luôn. Mặc dù cho mọi người cầm hai tay hai bên để mà lắc hoặc là lay cái labo thì cũng không có làm cho cái labo bị chuyển dịch hoặc là lung lay gì cả. Thì khi mà mình bắn silicon, những cái phần mà dư thừa và những cái lai mà bị lem á, thì mình sẽ dùng một cái bọc ni lông, mình sẽ vuốt cho nó đều đẹp và nó chắc chắn hơn nha mọi người. Thì dường như mà những cái sản phẩm mà mình sửa chữa cho khách hàng như thế này á, thì họ đều có những cái phản hồi là khá là yên tâm và họ đều là hài lòng về cái cách mà mình làm như thế này. Thì các anh em thợ thầy nếu như mà thấy cái video này của mình mà hữu ích thì nên áp dụng nha. Còn những anh em thợ thầy mà mang tính chất chuyên nghiệp, gọi là cao thủ á, thì xem video này để ủng hộ cho mình, khích lệ cho mình ra những video tiếp theo thôi. Và ở đây thì đa phần những video của mình là dùng để chia sẻ cái kinh nghiệm mà mình đã làm qua rồi, đã test qua rồi và mang lại hiệu quả cao, thì mình mới
chia sẻ cho mọi người có thêm một cái kinh nghiệm sửa chữa những cái vật dụng trong gia đình. Cái những cái labo mà nó khi mà những cái đường dây cắp này mọi người nó không có chắc chắn á, thì khi mà rơi tự do xuống là cái labo nó sẽ bị vỡ nát vụn luôn. Còn mà những cái đường dây cắp này mà nó chắc chắn và cái cao độ giữa mặt sàn và cái labo và cái khoảng cách dây cắp này mà nó ngắn, nó vừa đủ mà để nó treo cho cái labo này nó bị lơ lửng á, thì khi labo này mà bị sự cố mà rơi nó sẽ không có bị vỡ. Mọi người biết là cái trọng lượng bản thân của một cái lavabo này thì mình ước cái chừng nó khoảng là trên 10 kg nha, cộng thêm là cái trọng lượng của cái vòi nước này, trọng lượng của cái ống xả này, dây cắp này và cái lượng nước chứa trong cái labo ở trong quá trình sử dụng, cộng thêm là cái tay đặt lên đè cái labo trong quá trình mà cái thói quen sử dụng để mà vệ sinh răng miệng á, thì lực của nó tập trung vào hai cái bát bằng gang rất là lớn nha, nên là cái việc mà đổ silicone này là nó góp phần là chịu trên 50% lực cho cái labo này, hỗ trợ chịu lực phụ cho cái labo này nha mọi người. Thì có như vậy thì khi mà sửa chữa thì mọi người sẽ có thể là dùng muôn đời luôn, nó không có bị hư. Bây giờ mình sẽ hoàn thành cái giai đoạn cuối, đó chính là lắp cái romene và cái ống xả cho labo. Sau khi lắp xong thì mình sẽ chét cái phần rò rỉ của đường cấp nước cũng như là cái ống xả, đảm bảo cho khách hàng là sử dụng nó sẽ không bị sự cố nhiễu nước này, và cái labo nó sẽ bị chắc chắn, nó không có bị xê dịch lung lay trong quá trình mà lỡ mình đi mình tác động, mình đụng, mình va chạm hoặc là mình dùng cái tay mình lúc lắc cái labo thì nó không có bị xoay chuyển được nha. Và ở đây á, đa phần cái nguyên nhân mà bị rơi cái labo này xuống á, là hết 70% là do thợ lắp đặt không được chắc chắn, 30% còn lại là do cái thói quen sử dụng của khách hàng, là mình hay chống tay lên cái labo, cộng thêm là nước thì mình nhấn cái nút cho nó giữ nước không cho xả ra bên ngoài, cho nên là nó tập trung lực quá lớn dần dần mỗi ngày mỗi chút, và nó dẫn đến là cái labo này bị rơi tự do xuống. Thì nếu như mà đối với trường hợp mà may mắn á, mà mình sử dụng á, mà nó mình sử dụng xong và nó rơi tự do không có trúng chân, chứ những trường hợp mà có một số trường hợp là khách hàng đang sử dụng và nó rơi trúng cái chân thì cái trường hợp này là rất là nguy hiểm nha mọi người. Nó rơi trúng xuống cái chân thì cái lực của labo rất là lớn, và nó rơi xuống thì có thể là làm dập cái chân của khách hàng luôn. Nên là cái việc mà lắp cái con lavabo này mọi người phải cân nhắc làm như thế nào đó để cho nó tăng cái độ chắc chắn cao nhất có thể. Thì ở đây là mình làm theo cái cách này, và đã rất là nhiều trường hợp mình chứng minh rồi và mình đã thí nghiệm rồi, mình thấy là nó mang lại cái sự chắc chắn cực kỳ lớn và cái hiệu quả bền bỉ theo thời gian rất là cao. Nên mình sẽ áp dụng cái trường hợp là đổ thêm keo. Mục đích là thứ nhất là để cố định không cho labo lay chuyển trong quá trình thay thế sửa chữa cũng như trong quá trình sử dụng. Cái thứ hai là nó sẽ góp phần chịu 50% lực cho cái labo, cho cái bát treo tường nha. Bởi vì là
Theo thời gian về lâu về dài thì những cái con tắc kè nhựa này nó sẽ bị yếu đi, và những cái con vít nó bắt vô tường á, nó bị ngay cái gần cái môi trường ẩm ướt á, nó cũng bị ăn mòn bớt đó nha mọi người. Thì ở đây là mình sẽ bắn thêm một cái lai keo để bít, hạn chế cái nước bị rò rỉ, bị nhiễu trong quá trình khách hàng sử dụng này. Đây là một cái ống xả của labo được lắp vào cái ống chờ trong tường nha. Mình sẽ bắn keo vô, thì sau này mình có sửa chữa, có can thiệp vào thì mình tháo nó khá là dễ dàng, không phải là gây khó khăn nhiều gì cho các thợ thầy hết. Và như vậy là xong nha mọi người. Mình đã hoàn thiện một cái con lavabo, sửa chữa khắc phục lại cho khách hàng bị xệ, bị rơi xuống, nhưng rất may là không có ảnh hưởng gì hết, rất là đẹp, rất là ok nha mọi người. Chúc mọi người thành công, và nhớ cho mình xin một chia sẻ cũng như một đăng ký để khích lệ mình ra những video tiếp theo. Thân chào tất cả mọi người và chúc mọi người ngày mới.